Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 79 ngày 2 Chúa tể trị thời gian trong tay Chúa. Kinh Thánh Giô-suê đoạn 10 câu 12 đến câu 15. Câu ghi nhớ Giô-suê đoạn 10 câu 13C bản truyền thống hiệu đính. Mặt trời dừng lại giữa trời và không vội lặn khoảng một ngày trọn. Mặt trời dừng lại giữa trời và không vội lặn khoảng một ngày trọn. Chúng ta còn đọc Kinh Thánh ở trong Giô-suê đoạn 10 câu 12 đến câu 15. Kinh Thánh Cựu Ước trang 210 12 đến 15. Ngày mà Đức Giê-hô-va phó dân Amorit cho dân Israel thì Giô-suê thưa cùng Đức Giê-hô-va tại trước mặt Israel mà rằng: Hỡi mặt trời hãy dừng lại trên Gabaôn, hỡi mặt trăng hãy ngừng lại trên trũng Aijalon. Mặt trời bèn dừng, mặt trăng liền ngừng, cho đến chừng dân sự đã báo thù quân nghịch mình. Điều đó há không có chép trong sách Gia Sa sao? Mặt trời dừng lại giữa trời và không vội lặn ước một ngày trọn. Từ trước và về sau chẳng hề có ngày nào như ngày đó, là ngày Đức Giê-hô-va có nhậm lời của một loài người, vì Đức Giê-hô-va chiến cự cho dân Israel. Rồi Giô-suê và cả Israel trở về trại quân Ginh-ganh. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu 13 phần B. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ nhé. Mặt trời dừng lại giữa trời và không vội lặn ước một ngày trọn. Chúng ta cùng đọc câu ghi nhớ đã được tô màu. Mặt trời dừng lại giữa trời và không vội lặn ước một ngày trọn. Trong phần tìm hiểu, Chúa dựng nên hai vì sáng lớn là mặt trời để cai trị ban ngày và mặt trăng để cai trị ban đêm. Sự tổng hợp của ngày đêm hình thành nên thời gian một ngày. Chúng ta có 24 tiếng đồng hồ là một ngày ha. 12 giờ của ngày và 12 giờ của đêm. Rồi, Giô-suê đoạn 10 câu 12 đến 13 cho biết Chúa làm cho mặt trời và mặt trăng dừng lại khoảng một ngày. Chúng ta dừng lại khoảng một ngày là một cái điều rất là đặc biệt. Điều này chứng minh Chúa như thế nào các em? Chúa như thế nào? Chúa biết rõ mọi sự, Chúa cai trị trên thời gian. Mình chọn cái nào? Chúa cai trị trên thời gian, bởi vì mặt trời và mặt trăng thì nói đến thời gian. Như vậy chúng ta ghi vào Chúa cai trị trên thời gian. Và khi dân của Chúa đánh dân Amorit thì đến buổi chiều rồi và không có còn đủ thời gian. Nếu như mà mặt trời lặn đi buổi tối thì dân của Chúa sẽ không có thấy rõ để mà có thể đánh kẻ thù được, mà kẻ thù còn rất là đông.
Cho nên Giô-sê cầu nguyện với Chúa rằng xin mặt trời dừng lại, mặt trăng dừng lại. Thế là mặt trời và mặt trăng đã dừng lại ước trọn một ngày. Và ngày nay khi mà các nhà khoa học họ xem lại những cái biến cố về thời gian đó, thì họ thấy đúng là đã có một ngày ở trong lịch sử là cái ngày nó dài ra như vậy, có cái sự dừng lại của mặt trời và mặt trăng. Và quả rằng Chúa là đấng sáng tạo, Chúa tể trị trên thời gian và Chúa có quyền làm cho nó dừng lại. Nhận biết chỉ có Chúa của chúng ta đấng tể trị mọi sự việc, có quyền cai trị trên thời gian, chỉ có Chúa thôi. Chúa là Đức Chúa Trời đấng tể trị mọi sự việc, có quyền cai trị trên thời gian. Và chúng ta thấy rằng thời gian trôi qua rất nhanh, và dầu chúng ta có muốn hay không thì cái đồng hồ nó vẫn chạy và thời gian vẫn trôi qua. Nhưng mà trong cái sự việc này thì Chúa đã Chúa đã làm cho mặt trời và mặt trăng dừng lại, hay nói khác hơn là thời gian dừng lại. Thực hành hãy viết hay vẽ nhận biết của em mô tả Chúa có quyền trên thời gian, trên mặt trời, mặt trăng và trái đất. Chúng ta tự làm điều này được không? Chúng ta có thể vẽ cái hình, chúng ta vẽ cái hình để mô tả Chúa có quyền trên thời gian, trên mặt trời, mặt trăng và trái đất. Còn nếu như em nào không vẽ được thì có thể ghi ra những cái điều mà Chúa, cái cảm nhận của em. Ví dụ như chúng ta có thể ghi là Chúa là đấng sáng tạo vũ trụ, rồi Chúa làm cho mặt trời, mặt trăng, trái đất vân vân di chuyển hoặc là dừng, rồi những cái điều khác các em có thể ghi những cái cảm nhận về Chúa là đấng cải trị trên mọi sự. Và chúng ta ghi ra lời cầu nguyện nhé. Em cảm tạ Chúa cho thời gian để em lớn lên, nhận biết Chúa là đấng tể trị cả thế giới này. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa cho thời gian để con lớn lên, nhận biết Chúa là đấng tể trị cả thế giới này. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa cho thời gian để con lớn lên, nhận biết Chúa là đấng tể trị cả thế giới này. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi để chúng ta luôn nhận biết sự tể trị của Chúa ở trên đời sống của chúng ta và trên cả vũ trụ này. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.